Xin chào các bạn. Khi chúng ta sử dụng máy mài, máy cắt nhưng không có cái chìa để mở lưỡi ra thay thế thì Lục ở trong cái thùng đồ nghề tìm ra hai cái mũi khoan và làm theo cách này. Chúng ta rút phích cắm của máy ra khỏi ổ điện, rồi dùng một tay giữ cái nút đỏ phía sau này, bấm kỹ lại và lắc cái lưỡi cho nó dính cứng lại như thế này. Rồi dùng hai cái mũi khoan cắm hai cái đít vào hai cái lỗ của con tán máy và sử dụng cái tù vít ha, nại như thế này, làm ngược chiều kim đồng hồ ha, nại như vậy nó ra rất là dễ dàng. Khi chúng ta sử dụng máy mài, máy cắt, nó bị dấp, kẹt lưỡi rất là cứng, dù có chìa mở cũng không ra, thì có một cách mở này, dù cứng bao nhiêu, mở cũng ra hết ha. Chúng ta rút phích cắm điện của máy ra khỏi ổ cắm, rồi dùng một tay nhấn cái nút phía sau này giữ, quay cái lưỡi cho nó cứng lại. Rồi dùng cái kìm bấm chết này nè, bóp cái con tán của máy. Bóp giữ con tán của máy và xoay ngược chiều kim đồng hồ ha. Làm như vậy thì nó kẹt cứng cỡ nào nó cũng ra hết. Khi chúng ta sử dụng đá mài, đá cắt nhưng do nó bị kẹt lưỡi thì dù có chìa cũng mở không ra, thì làm theo cách này chúng ta mở ra rất là dễ dàng ha. Trước tiên thì rút phích cắm của máy ra khỏi ổ điện, sau đó một tay giữ cái nút phía sau này và xoay cái lưỡi cho nó mắc cứng lại. Rồi dùng một cái vòng miệng, một cái khóa ha, đặt vào ngay chỗ cái lỗ của cái máy này nè. Rồi dùng cái tu vít dẹp đặt vào đây làm cái đòn bẩy. Chúng ta nạy như thế này thì nó cứng cỡ nào cũng ra hết ha. Khi sử dụng máy mài, máy cắt nhưng không có cái chìa để tháo lưỡi ra thay thế thì chúng ta làm theo cách này ha. Sử dụng một cái tay nè, ấn cái nút giữ phía sau, giữ cái lưỡi lại, rồi lấy cái phích cắm này nè, cắm hai cái chân vào cái miếng lót này, rồi dùng cái tu vít làm cái đòn bẩy nè, chúng ta nạy ra. Làm theo cách này lấy lưỡi ra dễ dàng ha. Xin chào tạm biệt.